Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý. Trước nhất thì chúng tôi cũng xin chư tôn đức với chư vị đại biểu hỷ xã là sáng nay chúng tôi lại bận Phật sự cũng một cái buổi bế giảng cho cái khóa bồi dưỡng trụ trì ở tỉnh An Giang, thành ra không có dự sáng nay đây được. Rồi chiều thì về đến đây trễ, và được biết là chiều nay chúng ta cũng đã có nhiều cái buổi thuyết trình của các vị đại biểu khách quý, đặc biệt là trong chuyên ngành thông tin và truyền thông, để giúp cho khóa bồi dưỡng của chúng ta đạt cái kết quả tốt nhất và cao nhất mà vừa qua hai vị trong buổi chiều hôm nay đã giúp cho chúng ta. Chúng tôi xin tán thán cái tinh thần của Ban Thông tin Truyền thông, và đặc biệt là của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban cũng như Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An đã làm hết sức mình để giúp cho Ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội trên toàn quốc của chúng ta được tiếp nhận những cái bài học quý để chúng ta thực hiện tốt đẹp cái chức năng, cái sứ mạng thiêng liêng của Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội trong thời đại ngày nay. Xin chư tôn đức, chư vị đại biểu hoan hỷ tán thán ban tổ chức một tràng pháo tay dài hoan hỷ. Và thì giờ còn lại chiều hôm nay thì chúng tôi cũng xin phục vụ cho khóa bồi dưỡng chúng ta từ 20 đến 30 phút, tại vì thì giờ đã buổi chiều đã hết. Thì chúng tôi chỉ tập trung một đôi cái ý chính về chuyên môn á, thì các vị đại biểu mà có cái chức năng về ngành thông tin truyền thông đã giúp cho khóa bồi dưỡng chúng ta, thì chúng tôi cũng được quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa cho biết là rất phong phú. Khóa này đã được tổ chức và tạo nên một cái nguồn cảm hứng tốt đẹp nhất cho chuyên môn về hoạt động của ngành. Chính cái điều đó chúng tôi cũng rất hoan hỷ. Giáo hội chúng ta đã thành lập từ năm 81 đến nay, tức là đã 38 năm. Nhưng mà ngành của chúng ta đó thì được thành lập chỉ trên dưới 10 năm. Còn cái nếp quen của Phật giáo Việt Nam thì chư tôn đức, chư vị đại biểu cũng đều biết, tức là chúng ta có những tờ tạp chí từ hơn nửa thế kỷ 20 là chúng ta đã có. Rồi cho tới cuối thế kỷ 20 và bây giờ đầu thế kỷ 21 á, thì giáo hội chúng ta cũng chỉ có Tuần Báo Giác Ngộ, rồi tạp chí Phật Học của Viện Nghiên cứu ở tại thủ đô Hà Nội, hay là tạp chí Văn Hóa của Giáo hội Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Về báo Giác Ngộ thì có thể nói là phục vụ liên tục từ ngày đất nước hòa bình độc lập cho đến nay trên 40 năm. Thì đó là một có thể nói một cái dấu ấn đặc biệt của ngành thông tin truyền thông của giáo hội chúng ta. Và trong hơn 10 năm trở lại đây đó, thì giáo hội chúng ta lại cho phép thành lập Ban Thông tin Truyền thông để làm cái nhiệm vụ về cái công tác truyền thông, để đáp ứng cái xu hướng phát triển của văn minh nhân loại nói chung, và đặc biệt là ngành thông tin điện tử trên thế giới ngày nay. Do cái duyên đó mà chúng ta mới có Ban Thông tin Truyền thông để chúng ta làm cái nhiệm vụ thiêng liêng trên toàn quốc, để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu của thời đại ngày nay. Nhưng mà càng làm việc á, thì có lẽ chư tôn đức cũng thấy rất, đối với Ban Thông tin Truyền thông của chúng ta đó là tương đối là mới. Tại vì cái nhiệm vụ của một tu sĩ mà trước cái thời đại phát triển văn minh khoa học, rồi công tác của giáo hội á, thì có lẽ chư tôn đức cũng thấy rất rõ. Đến nhiệm kỳ 6 rồi 7 á, tức là từ 2017 đến bây giờ đó,
thì chúng ta mới có được một cái mạng lưới hoạt động của Giáo hội Trung ương, là mới có 63 ban trị sự cấp tỉnh thành. Và những cái thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta có tuần báo, có tạp chí. Và ngày nay đó thì chúng ta lại có giác ngộ online, rồi bây giờ chúng ta có trang thông tin online của giáo hội, tức là được phổ cập rộng rãi. Nhưng mà cũng chính trong thời đại này thì cái xu hướng của nhân loại nói chung, và đặc biệt là của tăng ni Phật tử Việt Nam, rồi lại cũng không riêng của tăng ni Phật tử Việt Nam, mà cộng đồng dân tộc Việt Nam, rồi những thành phần các tôn giáo bạn và những người chưa biết đạo Phật, cũng qua các cái trang mạng của Phật giáo làm sao tìm hiểu cho được những cái nét đẹp của Phật giáo. Nhưng mà đồng thời thì người ta cũng ghi nhận những cái gì mà chưa đẹp hoặc không đẹp ở trên của Phật giáo trên các cái trang mạng. Cho nên chính cái điều đó nó đòi hỏi một vị có trách nhiệm trong ngành thông tin truyền thông của giáo hội chúng ta phải cần có một xác lập một cái định hướng, một cái chương trình và một cái lập trường thiệt vững vàng thì chúng ta mới đáp ứng tốt cho cái nhu cầu phục vụ cho công tác thông tin truyền thông của giáo hội trước cái thời đại ngày nay. Thì chúng tôi chỉ thưa những cái nét rất căn bản á, là về chuyên môn á, thông tin và báo chí á, thì các vị mà nhà báo, các vị có cái kinh nghiệm chuyên môn đã trình bày đến chư Tông Đức và các Phật tử. Nhưng mà cái nền tảng của Phật giáo mình á, thì nó lại đòi hỏi dù đứng trên cương vị nào, nhưng mà để cho thông tin đạt của Phật giáo mà đạt cái yêu cầu tốt đẹp nhất về cái hình ảnh cũng như mọi cái nét sinh hoạt của Phật giáo á, là chúng ta phải đứng trên cái lập trường của một người phục vụ thông tin truyền thông của Phật giáo, là đứng trên cái nền tảng lập trường của Phật giáo để chúng ta phục vụ. Thì cái điều đó nó mới đạt cái kết quả chu toàn, vừa trình bày và giới thiệu các cái sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những cái nét đẹp của từng ngôi chùa, từng vị tăng ni Phật tử trong cái cộng đồng dân tộc trong thời đại đất nước hòa bình. Cho nên chúng tôi thưa một cái ý chính để chư Tôn Đức cũng như các vị mà trong ban thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội chúng ta cần ghi nhận để chúng ta lưu tâm. Tại làm công tác thông tin truyền thông tức là làm cái nhiệm vụ như báo chí, cho nên là phải ghi nhận các cái sự kiện vừa trung thực mà lại thể hiện giống như cung cách của một vị tu sĩ Phật giáo đó, mà tiêu biểu cho sứ giả Như Lai và làm cái nhiệm vụ thiêng liêng là giống như ngành hoàng pháp thay mặt Phật làm việc Phật. Nhưng mà việc Phật này đó lại đi chuyên sâu trong ngành thông tin truyền thông, và cho nên mọi cái sự kiện mà chúng ta ghi nhận lại thì chúng ta phải ghi nhận một cách trung thực, có chọn lọc, và đồng thời chúng ta biên chép lại để đưa lên thông tin truyền thông trong cái cung cách, tư cách của một tu sĩ Phật giáo hay của một cư sĩ Phật tử, đệ tử thuần thành của giáo pháp Đức Phật. Thì từ đó chúng ta mới đem cái đẹp của đạo Phật chúng ta, của giáo hội chúng ta trong thời đại ngày nay đến với cộng đồng dân tộc cũng như là đến với cộng đồng nhân loại trên thế giới khi người ta tìm hiểu về đất nước Việt Nam và các tôn giáo tại Việt Nam đang hoạt động như thế nào. Cho nên cái đó rất là quan trọng trong cái vị trí thông tin truyền thông của giáo hội chúng ta ngày nay. Thì chúng tôi thưa một cái ý, tại vì gần đây cũng vậy, tức là chính cái thông tin thì nó rất đặc sắc và nó rất nhạy bén, nó cung ứng mọi cái tin tức mà hàng ngày
diễn ra trong cuộc sống, được đưa lên mạng. Có nhiều khi 5 phút trước là 5 phút sau, trong nước rồi cả các nước cùng biết. Cho nên cái điều đó là cái điều đẹp và cái điều tiến bộ và văn minh của nhân loại. Mà trong đó có tôn giáo chúng ta nói chung, rồi Phật giáo nói riêng, chúng ta phải kịp thời cung ứng và tạo một cái duyên để cho tăng ni Phật tử trong nước và thế giới cũng cùng bắt nhịp ghi nhận. Đó, nhưng mà có một cái thực tế là gì? Nếu chúng ta không khéo thì trong một cái đẹp, một cái hay, một cái nên, thì có nhiều khi chúng ta muốn là cái đẹp đến cộng đồng, nhưng mà có nhiều cái không tin khi mà chúng ta không có gạn lọc chúng ta, hoặc là chúng ta nhạy bén quá nhanh mà chúng ta không kịp cân phân giữa cái nét đẹp của đạo để phụng sự cho đời, thì chúng ta có thể tạo một cái duyên mà nó trái nghịch với cái mục tiêu của chúng ta. Cho nên cái điều này là chúng tôi cũng mong chư vị tôn đức tăng ni mà đang phụ trách tại ban truyền thông trung ương cũng như ban truyền thông tại các tỉnh thành, thì chúng ta phải hết sức lưu tâm. Thì chúng tôi thưa là đất nước mình hòa bình độc lập từ năm 75 đến giờ, tức là trên 44 năm. Và suốt nhiều thế kỷ trước thì thôi mình không nói, mình nói trong thế kỷ 20 thôi, mà kéo dài đến năm 75 thì đất nước chúng ta cũng được hòa bình một giai đoạn từ 45 đến 54. Rồi cái thì đất nước cũng lại phải chia đôi. Cho nên từ núi rừng suốt từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, rồi đồng bằng Nam Bộ mình, đồng bằng Bắc Bộ lâu lâu cũng bị bơm của các nước lớn, họ các cái nước mà bây giờ như là Pháp, Mỹ cài xéo trên quê hương mình. Đó là cái buồn chung của đất nước, của dân tộc, trong đó có Phật giáo mình. Nhưng mà từ 54 rồi tới 54, rồi 54, rồi 56, 57, 58, 59, 60 thì bắt đầu những cái cuộc chiến tranh nối tiếp. Cho nên cả miền Nam này chúng ta thấy bom đạn từ núi rừng cho tới đồng bằng Nam Bộ, nơi nào chúng ta cũng thấy, trừ một số ít thành thị là ít bị bom đạn thôi. Nhưng mà như thời kỳ mà Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, như năm Mậu Thân hay tiếp năm 71-72 thì coi như B-52 nó cũng trải thảm lên, mà dân mình hết sức khổ. Rồi trong cái vùng mà như Long An mình, mà như miệt trong khu mà giáp Tiền Giang, ấp Bắc, Đồng Tháp đó, thì bom đạn cày xéo. Cho nên dân chúng rất khổ, mơ một ngày hòa bình, an lạc không phải dễ. Cha ông mình nối tiếp với nhau hy sinh, mà trong đó có những bậc tiền bối của Phật giáo mình cũng phải hy sinh. Cho nên bây giờ cái đó là cái mà chúng tôi mong rằng là trong từng cái ý niệm, trong từng cái bài viết, trong từng cái sự ghi nhận của chúng ta trước các cái tin thời sự mà nó liên quan đến tôn giáo mình, đến Phật giáo mình, chúng ta phải hết sức đắn đo, hết sức thanh lọc, rồi chúng ta mới biết cái gì nên và cái gì không nên. Chứ có nhiều khi bây giờ cái đẹp cũng được phơi giới thiệu, mà cái xấu thì người ta càng thích bươi móc. Cho nên mình cũng phải tự hoan hỷ, mà mình tin một điều là gì? Đức Phật mình đã dạy tu sĩ mình rằm 30 có Bồ Tát, Phật tử có về chùa sám hối. Như vậy là dù đi tu, chứ mình đâu phải là ông thánh, tức là không phải là đi tu cái là mình hoàn thiện hết. Cho nên Đức Phật đã thấy rõ cái đó mấy ngàn năm rồi. Thì bây giờ khi đất nước hòa bình, Phật giáo đã đóng góp trong cái thời kháng chiến, hai cuộc kháng chiến, thì chính phủ, nhà nước trân trọng cái hoạt động của Phật giáo mình từ trước cho đến ngày nay. Cho nên những cái gì mà chính phủ tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung, mà trong đó cũng có dành cho Phật giáo một liên quan đến những cái hoạt động xây dựng sau khi đất nước hòa bình, thì chuyện đó chuyện hết sức bình thường.
Đó, cho nên nhưng mà cũng đồng thời cũng có thể một số hình ảnh đó, đó có người vui, có người không vui. Cho nên bây giờ khi mà Phật giáo có những cái gì sơ xuất và sai sót trong từng cá nhân, trong từng trường hợp, thì chúng ta cũng phải khi cộng đồng hay là báo chí ghi nhận, truyền thông ghi nhận, thì mong giới truyền thông của Phật giáo chúng ta cũng phải vui mà đón nhận. Tức là giống như mình có lỗi, mình phải biết nhận lỗi. Nhưng mà có những cái không lỗi mà bị bêu xấu thì mình cũng phải bình tâm để mình nên biết ứng xử như thế nào. Cái đó mới cái rất khó. Người ta khen mình hoan hỷ, cái đó rất dễ. Nhưng mà khi bị chê, bị bươi móc, bị chỉ trích mà chúng ta cũng vẫn bình tâm để cái nào đúng phải mình cũng hết sức sao cảm ơn, giống như mình đã từng sám hối các cái lỗi đó. Nhưng mà ông bà mình cũng nói rất rõ, chúng tôi chỉ mong là những vị có trách nhiệm chính lưu ý đó. Ông bà mình đã từng dạy rằng mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, và con sâu làm rầu nồi canh là chuyện hết sức bình thường, chứ không phải tới bây giờ mới có. Thành ra chuyện cả ngàn năm trên đất nước mình á, là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, và con sâu có thể làm rầu nồi canh. Cho nên chúng ta phải đứng trên cái lập trường của tăng ni Phật tử Việt Nam. Cho nên chúng ta luôn luôn ráng, đất nước càng văn minh, thế giới càng phát triển văn minh, thì Phật giáo mình cũng vậy, phải thể hiện cái tính tích cực trong phát triển văn minh. Tăng ni ngày nay có học vị nhiều hơn thời trước, tăng ni ngày nay dấn thân nhiều hơn các thời trước. Cho nên chúng ta dấn thân, nhưng mà chúng ta không tách rời cái nền tảng kinh, luật, luận, giới, định, tuệ để chúng ta phục vụ cho công tác thông tin truyền thông. Đó, cho nên cái đó mày rất quan trọng. Thì ta nhìn một nhà báo ở ngoài đời xông xáo, lanh lợi để làm nhiệm vụ thông tin báo chí, cái đó rất bình thường. Nhưng mà một tu sĩ Phật giáo á, làm nhiệm vụ thông tin truyền thông, thì chúng ta phải đứng trên cái nền tảng lập trường là có kinh, có luật, có luận, có giới, có định, có tuệ. Và như vậy chúng ta mới phụng sự cho đạo trên cái nền tảng của một tu sĩ, một cư sĩ Phật tử đóng góp cho ngành truyền thông Phật giáo. Cái đó mới giúp cho cộng đồng hoan hỷ với chúng ta. Dù tất cả, nhưng mà bài viết của tu sĩ Phật giáo cũng như cư sĩ Phật tử á, trung thực nhưng mà an hòa, dung dị nhưng mà hòa đồng. Đó, chúng tôi thưa mấy chục năm thời chiến tranh á, đất nước mình từ núi rừng tới đồng bằng, mà nhất là đồng bằng Nam Bộ nè, đó từ vùng ấp Bắc, rồi Tiền Giang, rồi qua Đồng Tháp, hai cái vùng mà của một số quận huyện của tỉnh Long An mình, đó Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tầm Du, chiến tranh bom đạn cài xéo, mà bây giờ hòa bình. Cho nên bây giờ như một cái ngôi nhà mà được xây dựng trên cái nền tảng độc lập hòa bình, thì tất cả chúng ta nỗ lực góp sức cho trang trí cho cái ngôi nhà mới trong xây dựng hòa bình cho nó đẹp và nó trong sáng, cho nó rất quan trọng. Chứ mình đừng có bị những cái mà nó bức xúc, nó làm cho mình có thể tự dưng vô tình mình lại góp sức cho cái những người mà ta có ý niệm không tốt với mình á, nó tạo nên một cái sự xung đột về thông tin là không hay. Cho nên mình là Phật giáo, mình vẫn làm nhiệm vụ thông tin, nhưng mà thông tin để hòa hợp, để trang nghiêm cái ngôi nhà dân tộc hòa bình, trong sáng và tươi đẹp. Đó, cho nên chúng ta thấy đi từ Bắc tới Nam, chùa chiền, nhà thờ, thánh thất và đường xá, nhà cửa, giao thông, rồi đô thị đều tốt đẹp hết. Cho nên chúng ta hoan hỷ những cái gì tốt đẹp, và chúng ta góp sức trên cái lập trường, cái nền tảng trang nghiêm cái ngôi nhà độc lập hòa bình của đất nước cho hiền, cho đẹp, với những cái ngòi bút, những cái sự ghi nhận, những cái hình ảnh thông tin của giới thông tin truyền thông chúng ta. Chứ tao không vô tình để tạo nên trường hợp
có những cá nhân, có những con người nào mà có thể không quan hỷ với mình á, rồi tạo ra những cái tin sốc, những cái tin làm cho giới mình có thể nghe buồn, thì mình nghĩ đây là một chút nghiệp mà đạo Phật cũng phải trả cái nhân cái quả. Vì huynh đệ mình cũng có người hoàn thiện trong sự tu, mà cũng có ít, một số ít huynh đệ không hoàn thiện trong sự tu. Chuyện đó rất bình thường, và không phải riêng trong tôn giáo mình, kể cả ngay cái ngôi nhà của đất nước chúng ta, chính phủ cũng phải điên đầu với những công giáo, những cá nhân, những một bộ phận nào đó làm những cái điều sai trái. Đó như là nhà nước cũng phải kêu gọi, rồi quốc hội phải kêu gọi phòng chống tham nhũng, chứ đâu phải là chuyện đó mọi chuyện nó tốt đẹp hết. Cho nên trong Phật giáo mình lâu lâu có một chuyện bức xúc, mình phải chấp nhận và mình phải bình tâm để mình thấy cái mặt tích cực và tiêu cực của các sự việc. Và cái gì mà cộng đồng, thông tin, báo chí góp ý tốt, chúng ta hoan hỷ, ghi nhận và nhận lỗi để viết. Mà chúng ta cảm ơn nữa, đây đó là những cái hồi chuông cảnh tỉnh giúp cho giới chúng ta. Đó, nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta thể hiện tin tức, thể hiện những cái bài viết, thì chúng ta làm sao giữ được cái tố chất an hòa của đạo Phật. Đó, tự nhiên trong bài viết của mình á, các cái tố chất luôn luôn là an hòa, giữ cái sự hòa hợp, đoàn kết trong lòng dân tộc. Mà chúng tôi coi như là góp phần trang trí cái ngôi nhà đã xây dựng đẹp rồi, không còn bùng sình lầy lội rồi, không còn bom đạn như trong núi rừng như thời chiến tranh nữa rồi. Cho nên bây giờ là hòa bình, xây dựng cái ngôi nhà hòa bình là phải trang trí cho thật đẹp, để chúng ta trân trọng cái công đức của các bậc cha ông, các cái thế hệ tiền nhân của chúng ta đã hy sinh xương máu để đóng góp. Bây giờ chúng ta cố gắng góp phần đem cái hiền, cái đẹp của đạo Phật về các mặt, nhưng mà trong đó cũng góp phần đem cái hiền, cái đẹp trong qua ngoài bút, qua sự kiện ghi nhận hình ảnh, để chúng ta góp phần cho cái nền thông tin của đất nước chúng ta trong thời đại phát triển. Mà chúng ta đem ghi nhận từ hình ảnh cho đến bài viết, cho đến cái quan niệm trong từng bài viết, cũng tạo một cái sự hòa hợp đoàn kết, để làm cho cái ngôi nhà của đất nước, của dân tộc được hòa bình, rồi được an lạc và được hạnh phúc. Đó là cái trọng tâm chính mà chúng ta cần cố ý để lưu tâm, coi như chủ ý và lưu tâm á. Chứ có nhiều chuyện nó đến bất ngờ mà nó bức xúc á, cái mình phải minh bạch, nhưng mà có nhiều cái minh bạch mà lại vô tình xung đột lại càng không hay. Chúng ta góp phần với đất nước, với xã hội bằng cái tư tưởng an hòa của đạo Phật, có kinh, có luật, có luận, có giới, có định, có tuệ, mà Đức Phật đã từng dạy bảy phần bồ đề đó. Chư huynh đệ ráng nhớ phân biệt sự lành với sự dữ. Đó, hai là tinh tấn là lướt lên, ba an lạc trong dòng đạo đức, bốn thắng phục tâm ý mình đang làm lành, năm tưởng nhớ đạo lý, và sáu nhất tâm đại định, luôn luôn đem cái hiền, cái đẹp của đạo Phật để phụng sự cho đời. Và chính như vậy chúng ta mới hoàn thành cái sứ mạng thiêng liêng của một nhà báo, một nhà cộng sự thông tin truyền thông của Giáo hội Giáo Việt Nam ngày nay đối với cộng đồng dân tộc và đất nước. Và chúng ta cũng thương những người mà có nhiều khi họ chỉ trích mình đúng cách, mình cảm ơn. Chỉ trích không đúng cách mình cũng hoan hỷ, mà mình cũng thương như những huynh đệ mình có những cái sơ sót vậy. Xin chân thành kính ơn chư tôn đức trong ban tổ chức, và kính ơn các vị tham gia khóa học, để chúng ta nâng cao cái chuyên môn, cái năng lực và cái tinh thần để chúng ta phục vụ thông tin truyền thông trong thời đại đất nước hòa bình và phát triển văn minh. Xin chân thành kính ơn và chúc sức khỏe chư tôn đức chư hiệp hội. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa khóa bồi dưỡng thông tin truyền thông năm nay, vừa rồi khóa bồi dưỡng của chúng ta được nghe cái lời chia sẻ rất là chân tình và cũng rất là quý báu của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Hòa Thượng cũng đã tới động viên cũng như là nhắc nhở cho cái khóa học của chúng ta làm thế nào mà giảm bớt được những cái, làm thế nào mà để
mình trong cái bối cảnh hiện nay của Phật giáo chúng ta, để cho hình ảnh của Phật giáo chúng ta cũng như là cái truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nó vẫn được phát huy mạnh mẽ cũng như là rất là rộng rãi ở trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta, để tránh những cái gì mà vừa qua trong cái bối cảnh của Phật giáo chúng ta hiện nay. Chúng con sẽ ghi nhận những cái lời chia sẻ của Hòa Thượng, để trong cái khóa học này được đạt được cái kết quả tốt đẹp. Một lần nữa xin rất là trân trọng cảm tạ Hòa Thượng, và kính chúc Hòa Thượng được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả được viên thành. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Hòa Thượng trưởng ban tổ chức tặng bó hoa tươi thắm đến với Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội